Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Tài Mister. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu về bộ truyện Tuyệt Thế Đường Môn Đấu La Đại Lục phần 2 của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Và chủ đề của clip ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu đó là những hồn cốt của Hoắc Vũ Hạo sở hữu. Trước khi đi vào chủ đề của clip ngày hôm nay thì các bạn hãy bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hoắc Vũ Hạo là thiên tài vạn năm có một trên Đấu La Đại Lục kể từ sau thời đại của Đường Tam. Cậu tổng thể sở hữu 8 khối hồn cốt, bao gồm 6 khối hồn cốt chính và 2 ngoại phụ hồn cốt. Và đó là những khối hồn cốt nào, của những hồn thú nào thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu sau đây nhé. Hồn cốt thứ nhất, hồn cốt xương ngực và xương sống. Khối hồn cốt đầu tiên này là băng bích đế hoàng hạt, đứng thứ 2 trong tam đại thiên vương bắc cực, được gọi là băng đế dung hợp mà có. Tu vi của băng đế lúc này là 39 vạn năm, và sau khi dung hợp với Hoắc Vũ Hạo thì đột phá bình cảnh lên 40 vạn năm. Với tu vi của băng đế thì hồn cốt sẽ mạnh hơn các hồn thú 10 vạn năm khác nhiều. Hơn nữa còn có thể quyết định hình dáng của nó, nên băng đế đã quyết định dung hợp cho Vũ Hạo hồn cốt xương sống và xương ngực. Khi dung hợp, hồn cốt này sẽ thay đổi xương sống, xương ngực và gân cốt. Nên sau khi dung hợp xong, thể chất của Hoắc Vũ Hạo sẽ tăng mạnh. Hồn kỹ mà hồn cốt này mang lại là hồn kỹ cấp lĩnh vực, có tên là Vĩnh Đông Chi Vực. Sau khi Hoắc Vũ Hạo dung hợp với Tuyết Đế và kết hợp với Đế Hàn Thiên thì lĩnh vực này trở thành Tuyết Vũ Cực Băng Vực. Hồn cốt thứ hai, băng bích hạt tả tí hồn cốt vạn năm. Hồn cốt này là phần thưởng do Thái tử Tinh Na Đế Quốc hứa sẽ cho Vũ Hạo nếu cậu giành được quán quân trong cuộc thi đấu hồn sư toàn đại lục. Hồn cốt có liên hạn là vạn năm. Hồn kỹ mà hồn cốt này sở hữu đó là băng bạo thuật. Kỹ năng này cho dù đối với băng bích hạt mà nói thì có thể gọi là thần kỹ. Chỉ cần là địa phương có băng, băng bạo uy năng sẽ tồn tại. Nếu như tại băng tuyết bên trong một thời gian, cái kỹ năng khủng bố này đủ để sánh ngang với bất kỳ 10 vạn năm cấp bậc hồn kỹ. Lần đầu tiên Vũ Hạo sử dụng băng bạo thuật đã lộ cho một ám kim khủng trảo hùng nghìn năm bị thương nặng. Lần thứ hai là sử dụng để độ sức với Thái Thản trên Hạo Thiên Tông. Và lần thứ ba đó là hồn kỹ này kết hợp với Đế Trưởng, làm cho Hắc Ám Thánh Long, Long Tiêu Giao phải bất ngờ và dùng hồn lực phong bế. Hồn cốt thứ ba, Thuấn Gian Di Động Chân Trái Cốt. Hồn cốt này lấy từ 3 đầu hồn thú lang viên. Liên hạn của hồn cốt là vạn năm. Hồn kỹ là Thuấn Gian Di Động. Hồn cốt này là trong lần đi phụ hồn hoàn thứ 5 cho Vũ Hạo và đối đầu với 3 lang viên vạn năm. Sau khi hạ được 3 lang viên này thì một thành viên phát hiện ra cả 3 con lang viên đều có hồn cốt chân trái. Một mảnh hồn cốt do Vũ Hạo dùng, một mảnh do Vuông Thu Nhi dùng, còn một mảnh Vũ Hạo tặng cho Sử Lai Khắc Học Viện. Hồn cốt thứ tư, Tam Nhãn Kim Ngê đầu bộ hồn cốt. Hồn cốt này do Tam Nhãn Kim Ngê sau khi hiến tế giao cho Vũ Hạo. Hồn cốt có liên hạn là vạn năm. Hồn kỹ mà hồn cốt mang lại đó là tinh thần miễn dịch. Mỗi ngày có thể miễn dịch được 3 lần công kích linh hồn bất kể độ mạnh yếu. Điển hình nhất là chống đỡ Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể gần 80 vạn năm tu vi xung kích linh hồn. Sau lần săn giết Tà Nhãn Bạo Quân 10 vạn năm thì Vũ Hạo cũng thu được một khối đầu bộ hồn cốt, nhưng sau đó liền bị đầu bộ hồn cốt của Tam Nhãn Kim Ngê hấp thụ. Nguyên nhân là do Tam Nhãn Kim Ngê luôn lấy lão tủy của các hồn thú khác làm thức ăn. Hồn cốt thứ 5, hồn cốt đùi phải. Hồn cốt này do Bát Giác Huyền Băng Thảo sau khi trở thành hồn linh mà cho Vũ Hạo. Hồn cốt này có liên hạn là 10 vạn năm. Hồn kỹ là Bát Giác Băng Nguyên Ngưng. Hồn kỹ này sau khi thi triển có thể trong phương viên vạn mét phạm vi, tất cả hơi nước cùng với băng nguyên tố bằng tốc độ kinh người, lấy Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm ngưng tụ mà đến. Hồn cốt thứ 6, cánh tay phải hồn cốt. Hồn cốt này sau khi dung hợp với hồn linh Nhân Ngư Công Chúa Lệ Nhã mà có được. Hồn cốt có liên hạn là 10 vạn năm. Hồn kỹ có thể điều khiển và khống chế nước biển. Ngoại phụ hồn cốt thứ nhất, hồn cốt ám kim khủng trảo bàn tay phải. Hồn cốt này do lần đầu Vũ Hạo thử băng bạo thuật làm trọng thương một đầu 2000 năm ám kim khủng trảo mà thu được. Ban đầu do Tiêu Tiêu hấp thụ, nhưng do quá cuồng bạo nên phải chuyển cho Hoắc Vũ Hạo hấp thu. Cũng nhờ tinh thần kiên trì của Vũ Hạo, cộng thêm có sinh linh chi kim không ngừng chữa trị mới dung hợp thành công. Hồn cốt có liên hạn là 2000 năm, nhưng theo thời gian phát triển của Hoắc Vũ Hạo mà khối hồn cốt này cũng mạnh lên. Hồn kỹ là ám kim khủng trảo. Hồn kỹ phát động, cực hạn ám kim khủng trảo nháy mắt trên không trung hóa thành một đạo dài đến 3 thước màu vàng lợi trảo ảnh, trực tiếp đánh ra ở trên mặt đất. Ngoại phụ hồn cốt thứ hai, ngoại phụ hồn cốt Tà Nhãn. Hồn cốt này thu được sau khi đánh chết Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể. Hồn cốt có liên hạn là 79 vạn năm. Tại dưới tình huống bình thường, Tà Nhãn là không ai có thể hấp thu. Một cái là bởi vì bên trong ẩn chứa tinh thần lực quá mức khổng lồ. Cái khác cũng là bởi vì nó là một con mắt dọc trên trán. Nó thậm chí không thể nói là một khối hồn cốt, mà là một loại năng lượng kỳ dị tồn tại hình thức, phẩm chất càng tồn tại hồn cốt phía trên. Ok, trên đây là những thông tin về những khối hồn cốt của Hoắc Vũ Hạo. Các bạn thấy mình có nói thiếu để làm gì, hay cần mình nói thêm ở điểm nào thì có thể để lại ở dưới phần bình luận giúp mình nhé. Clip của mình đã kết thúc. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của mình.